xuân như một chiến tràng, còn đi còn lại hết bà như xuân. Các cậu đã ăn đến là loạn của tôi ấy nhỉ? Dạ chào bác ạ. Con là Sơn Tinh ạ. Mỹ chưa nói gì với bác hả bác? Chưa. Hôm nay là con đến để kén rể ạ. À. Con gửi bác cái CV của bác. Ôi cậu này trông đẹp trai ấy nhỉ? Dạ vâng, con rể tương lai của bác nó phải chưa ạ? Nghe bác ngày xưa. Vâng. Nó giống luôn. Vâng. Thế còn cậu này... Thôi, không phải nói. Cậu chắc chắn là Thủy Tinh đúng không? Dạ vâng, con chào bác. Bác đoán ngay, cậu này là Sơn Tinh thì cậu chỉ có là Thủy Tinh. Con gửi bố cái CV. Ui, cậu này bố làm to nhỉ? Ôi. Chào hai con. Mời hai cậu uống nước. Mời bố. Ngủ đi. Thế hôm nay hai cậu đến đây tay không bắt giặc. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi có học ba thử thách. Nếu mà các cậu vượt qua và ai chiến thắng thì bố gái cho chơi luôn. Ông ơi, ra đây xem nào. Ông trốn hơi bị kỹ đấy. Thấy bao giờ ông định giả tiền chúng tôi à? 2.000 điểm lô, ông tính bao giờ giả đấy? Ông định bao giờ giả đấy? Này, ông không giả nợ, tôi quay, tôi post lại chìm lên Facebook ấy nhá. Nhá. Có chuyện gì hả bố? Hôm trước bố lỡ phang 2.000 điểm lô. Toàn quá các con. Thế coi như đây là cái thử thách lần đầu của con nhé. Các con chào bố. Ai thắng thì coi như là thắng hiệp này. Nhá. Đợi đấy, để tôi alo cho đàn em mang tiền đến đây luôn. Thôi, bây giờ ai còn dùng tiền mặt? Hey, xin mobile, chuyển khoản 46 triệu. Mày làm gì đấy? Là tôi vẫn đang lại chuyển với nhá. Đại ca, có tiền luôn này. Đâu, con xem nào. Có tiền luôn này. Ngon. Hôm nay tiến bộ đấy. Thôi thế này được rồi. Thế chiều có thời gian làm đôi con nữa nhá. Còn bây giờ bọn này, té đây. Anh em, đi. Ôi trời ơi, bố mà. Quý hóa quá, con này cảm ơn con nhá. Thế coi như hiệp này là con thắng nhá. Hôm nay con làm kiểu gì mà hay thế? Zinet C-Mobile, công nghệ chuyển tiền tương lai hoàn toàn miễn phí. Các bạn, lần này bố đi tập thể dục. Bị các bà ấy chê là tóc bắt đầu bạc nhiều. Mà ngày xưa người ta đẹp trai lộng lộn, gái theo hàng đàn. Còn bây giờ bị chê như này thì tóc bực cũng chê chịu được. Bố cứ để con. Để con. Đúng là con. Hey, C-Mobile, mua thuốc nhận bác ở Intimax. Hey, xin mobile, mua thuốc nhận bác ở Intimax. Mất bạn rồi ông ơi. Ở đấy mà hay. Bố để con. Sáng nay con mới đặt online được gọi thuốc nhận bác ở Intimax. Hàng ship thì bố. Ôi dồi, bố xin con. Không đâu bố. Đúng là hàng thực phẩm nhỉ. Ôi thế này thì nhập này là Thủy Tinh thắng nhá. Hay. Con có vẻ là cân tài cân sức nhỉ. Thế nên bây giờ tôi sang kèo cuối nhá. Được bố ạ. Chứ bố bảo các con gái bố trông nó như lá lọc cảnh vàng. Trước giờ không phải để nó đi xe 2 bánh hay 3 bánh bao giờ cả. Toàn đi xe bỏ 4 bánh rồi. Thế bây giờ thế này, đồng chí nào rước con bố về sớm nhất bằng xe 4 bánh thì bố sẽ gả con gái cho... Bố ơi, có mạng rồi. Bố cứ để con. Con không bao giờ làm bố thất vọng. Hey, xin mobile, mua CRV Honda Tayo. Đúng không? Cảnh báo, bạn đã vượt hạn mức chi tiêu trong ngày, bạn có xác nhận giao dịch không? Lấy vợ là phải đặt tay, xác nhận giao dịch. Số dư của bạn không đủ, Sao thế hả con? Đèn thêm rồi ạ, thiếu đúng 46 triệu. Wow, Zbank cấp hạn mức 200 triệu, đăng ký để giải ngân luôn. Thế à? Chơi luôn. Hey, Zbank. Mua CRV Honda Tayo. Xác nhận giao dịch. Bố, con mời bố ra xem xe. Cảm ơn con. Thế nào thì xin thắng luôn nhỉ? Con chào bố. Thế là chúng ta chung cuộc rồi đúng không nhỉ? Thế là chung cuộc thì xin thắng nhỉ? Thế này thì bố rất khó nhỉ? Mì ơi, ra đây con. Dạ, con đây ạ. Đây,
Đấy, tôi chạy đây con. Thôi, bác cho tôi xin CV, tôi về. Ôi, Sơn Đình, con ngồi xuống đây đã. Bác, bố nói này, bố rất thích con. Vì con giống bố phải trẻ. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại thông minh. Thế thì mị, có một mị nó có một người em nữa. Bố giới thiệu cho con nhé. Vẫn còn hàng hả bố? Ừ. Nước ơi, ra đây con. Con thì bố gả cho con bố nhá. Bố làm gì? Con xin. Nhưng mà các con này, Sơn Tinh đã ghi điểm với bố nhờ sử dụng thành thạo các cái ứng dụng của ngân hàng số. Còn Thủy Tinh, con đã chứng minh một điều rằng là bằng việc sử dụng phân tích dữ liệu lớn cùng trí tuệ nhân tạo, ngân hàng Sibank đã hoàn toàn thấu hiểu các cái hành vi và nhu cầu của khách hàng. Dạ vâng bố ạ. Để nhớ mãi hôm nay, con sẽ sử dụng Sim Mobile như một người vợ thứ hai của con. Rồi, ok, chúc mừng các con. Thế các con về nhá. Thì phải xin hết Sim Mobile cho bố. Ok bố. Xin hết Sim Mobile, ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.